bài nhạc sôi động bằng kết nối với cái hộp Bluetooth này nha các bạn. Và đây là con Denon D70, D70 rất là ít gặp. Một cái dàn chung có mức giá thành cực kỳ phải chăng. Và của một thương hiệu rất là lớn, đó là thương hiệu Denon. Và đây là một dàn 3 thớt mà chúng ta đang kết nối qua cổng AUX nhé. Cổng này là cổng thông dụng. Thì các bạn có thể trang bị một hộp Bluetooth như vậy là 300.000 hoặc là hộp loại 150 để mà kết nối Bluetooth 5.0, hai hộp là Bluetooth như nhau thôi. Khác nhau ở con này có cổng quang. Còn về cái phần ba thớt của chúng ta bao gồm âm ly, đang chơi cổng AUX nè. Đóng lại được ha các bạn. Và bây giờ mình đang mở ra để các bạn có thể quan sát được những cái nút ở bên trong. Thì còn thớt này thớt CD cũng đang đọc 10 bài 50 phút 16 giây. Và trên đây là thớt cassette thì nó về là về chung như vậy nha. Mình đang bán là bán nguyên một bộ không có tách rời. Bởi vì thật sự là có tách ra chăng nữa thì cái này nó cũng rất là rẻ rồi. Mình bán kèm vào để cho nó đi chung bộ. Nó vừa mang hình thức là cân đối, trang trí và đầy đủ của con Denon. Với cái cổng AUX thì mình đang nói rồi, cổng 3.5 dây này tặng kèm. Kết nối bằng dây hoặc là kết nối Bluetooth như vậy. Các bạn sử dụng cổng 3.5 đó kết nối với lại TV cũng vẫn được nha. Máy tính, điện thoại và TV. Còn nếu các bạn muốn kết nối bằng Smart TV bằng cổng quang á, thì các bạn phải mua cái hộp này. Rồi còn cái phần CD đang đọc tốt đĩa chép. Phần cassette cũng đang hoạt động. Và bác các bạn để ý nè, ba cái màn hình nó còn sáng và đồng màu với nhau, không bị ố. Con này là cái dạng nhôm, nhôm mà nhôm xước ngang nè. Nhìn khá là sang ha. Kết hợp với một cái màu xám đậm của cái phần loa. Loa tất nhiên loa gỗ rồi, nhưng mà cái màu trang trí á. Bên ngoài này là một cái màu bạc phối với lại cái phần sắt bảo vệ, bên trong là chép giấy dầu 6 cm, mũi hợp kim. Còn con này cái mũi của cái bass cũng là cái mũi hợp kim nha. Còn cái phần bass cái khung viền là 15, đi cùng với một cái màn. Cái màn ở bên trong là màn giấy, bên ngoài là phủ một cái lớp nhựa PP, một cái kiểu bóng bẫy nè. Và một cái đàn hồi rất là tốt cho một cái âm trầm mạnh mẽ rất là quen thuộc của Denon. Loa có chiều cao là 36. Chiều cao là 36 nha. Về ngang các bạn đặt sát như vậy là 60 cm. Lưới loa đầy đủ. Và mình sẽ trở lại với cái phần test CD. Trước khi quay trở lại với phần test CD, mình báo giá luôn con này cho các bạn ngày hôm nay nha. Là mức giá cho một con size chung này chỉ có 3.900.000 thôi. 3.900.000 nha các bạn. Thì các bạn có một cái dòng Denon khá là đẹp mắt như vậy. Thì con này chỉ có một cái nhược điểm duy nhất là nó bị mất cái khung, cái khay che nè, cái này nè, của cái phần cassette các bạn ha. Nè. Đó. Của cái phần cassette. Còn phần còn lại là ok hết mà cũng rất là đẹp nha. Không có bị file chữ, màn hình không mờ, chạy tốt, CD và cassette vẫn hoạt động. Đó, 3.900.000. Các bạn đừng hỏi mình là giờ bỏ thớt cassette này ra bao nhiêu. Bản thân mình cũng đang bán không có cái thớt cassette rồi đó. Với cái mức giá thành này. Tặng kèm điều khiển học cho các bạn ngồi chỉnh từ xa nữa nha. Mình nãy giờ mình quên nói. Và thật sự xin lỗi là tại vì bên ngoài đang có làm cái công trình á, nên nó hơi ồn mà không có cách nào khác hết. Nên các bạn thông cảm nha, nó kéo dài quá rồi. Đợi cho nó yên lặng để mà quay clip nhưng mà đợi lâu quá cũng không được. Đây CD nè. Và các bạn bass chép chỉnh riêng ha, chỉnh tay nè, rất là tiện luôn nè. Còn Super Bass mình đang bật nè. Super Bass là nút này nè, Super Dynamic Bass. Đó. Và bass chép nè, cân bằng trái phải nè. Và các bạn nghe cái âm chép của nó rất là sướng tai. Một niềm đau vào lúc
tuổi 20, trong lúc vòng tay anh chưa tròn. Bạn thông cảm cho mình nha, thật sự là rất là ồn luôn, mà cố gắng rồi, đợi từ sáng tới giờ là hôm nay trưa luôn rồi mà mình cũng không có cách nào khác, 1 giờ trưa rồi cũng còn rất là ồn. Và các bạn đang nghe qua phần CD, một cái đĩa nhạc, một cái đĩa chép mà mua ở trên các trang thương mại điện tử được nha. Thì CD chép này nó rất là trầy mà đọc tốt nè, mà dòng trung mà đọc được tốt CD là cũng mừng nha, tại vì dòng trung thì nó có tuổi đời lớn hơn những tuổi đời của con mini. Mức giá là 3.900.000 kèm dây nhợ đầy đủ, dây loa, dây AUX, còn điều khiển học nữa nè, không bao gồm biến áp và không bao gồm học Bluetooth, nên mình nói cho rõ luôn để mà khách có lỡ hiểu nhầm. Và các bạn xem cái phần nội thất ở bên trong của cái dàn D70 của Denon hôm nay nha. Còn các bạn hỏi mình cái này là cái gì, đây là cái tem nha. Đây là cái tem, một cái tên của cái dòng D70 này. Thì cái thời điểm này 2000 gì đó thì những cái thương hiệu hay đặt tên riêng dành cho một con dàn trung. Chẳng hạn như lúc mà Onkyo ra thì đặt tên là Liverpool, nó kỷ niệm một cái gì đó. Còn Denon thì có đặt tên cái những cái dòng trung của hãng là con Axin. Đó. Và cái con này chung là ngoại hình vẫn còn rất là mất mát các bạn, rất là nhìn rất là bắt mắt. Và nếu các bạn hỏi mình con này với những cái con mini như là con MA3, MS3, M này nọ các kiểu, thì con nào công suất lớn hơn thì đấy. Hiện tại về phần lý thuyết ở phía sau đây các bạn, con này là 50W 8 ohm ha, 50W nhưng mà tới 8 ohm lận. Công suất thì ghi bằng với những cái dòng mini đời 2000 mấy, con này 59 mấy ha, thì công suất thực tế con này đang lớn hơn, và lớn hơn rất nhiều. Kể cả cái màn loa này kích thước lớn hơn, chép cũng vậy luôn, chép giấy dầu. Và các bạn hãy xem cái nội thất ở bên trong để hiểu rõ hơn nha. Thì cái củ từ cũng đã là từ đôi bọc nhôm rồi, công suất lớn hơn hẳn so với những con mini. Nhưng mà tại cái thời điểm này cái cách tính công suất á, nó hạn chế hơn so với sau những năm 2000 nha. Nó bị cái cách tính của bên tiêu chuẩn của Nhật á. Ta mở cái khung bên ngoài ra, các bạn thấy đó, cái khung nhôm nè, sáng 7 màu ở bên trong nè, bông tiêu âm nè, cộng với cái mọc phân tầng cùng dây đồng nữa các bạn nha. Dây đồng nó nằm hướng xuống dưới nên chúng ta khó nhìn được cái đó. Rồi ở bên ngoài thì chúng ta có một cái đệm để mà nó chống rung, cũng như là từ đôi bọc nhôm. Con này nhìn lúc đầu nhìn vào như vậy tưởng Onkyo không, khung 7 màu luôn nè, cũng như là từ đôi bọc ở phía sau, đường kính rất là lớn ha. Đang nghe phần cassette đang hoạt động tốt và tiếng rất trong. Đối với những người họ đang không cần, thật sự nó không có giá trị gì cả. Tuy nhiên đối với những người mà đang vừa chơi mà vừa sưu tầm, cũng như là vừa đang muốn có phần cassette, thì đây là một sự lựa chọn tốt. Bởi vì cái cassette nó không chỉ là mang hình thức trưng bày nữa, mà vẫn đang hoạt động, nên nó mang một cả một cái hình thức là nó đang hoạt động full tính năng. Lỡ có người chơi, cái người xung quanh họ hỏi thì ok, con này đang hoạt động full tính năng chứ nó không có bị liệt con nào cả. Thôi, hai chiều đang hoạt động tốt nè, và cái con WNR này để làm trong tiếng nó cũng đang hoạt động tốt ha. Và cái reverb mode của nó tự động auto reverb này nọ cũng có luôn nha. Đây. Và các bạn cũng đang vừa xem một cái phần nội thất của phần loa.
thì các bạn thấy cái nội thất còn rất là mới nha, chứ không có, nó cũng đã làm theo kiểu là dạng từ đôi một nhôm rồi, chứ không phải là những cái dòng đời trước. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình các bạn nhé. Henry Nhật Vũ xin một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi với mức giá là 3.900.000 các bạn ha, cho một dàn đề nông dàn trung D70. Đây cái tên nó nằm ở đây nè. Đó các bạn, tên đây nè. Ở phía sau nữa. Ở phía sau nữa. Rồi con này nè, đó, ở phía sau nãy các bạn thấy loa rồi. Đó, cái lỗ thông hơi nằm phía sau nè. Nó đánh dội tường ở phía sau đó các bạn, để tường khoảng 10 tới 20 cm ha. Nó đập vào phía sau tường á. Chút ở phía sau này nữa. Con này sử dụng cáp của hãng các bạn nha. Sử dụng cáp của hãng. Và cái đầu máy này nó đang là cái đầu máy Made in Japan luôn nha. Các bạn có thể dễ dàng đảo vị trí của các thớt, đưa cái thớt cassette xuống dưới cũng được nha. Nãy nhân viên của em nó để lên thớt cassette lên trên cùng. Các bạn muốn đảo vị trí thế nào tùy ha. Chiều cao là 36 của loa. Bề ngang cả bộ máy á, là 60, để sát như vậy nè. Đó, khi mà gắn lưới mà các bạn sẽ thấy được ở bên dưới nó vẫn lộ ra cái tem của cái dòng đề nông này, Exyn đề nông D70.